cái cơm này là nó vậy nè, nó không có bự nữa. Xin chào các bạn, hôm nay nhà mình ăn cá cơm chiên bột nha. Tại có mấy cây cải của trên dì Tư cho. Cái nhà mà hồi Tết mình có quay trồng cải nhiều. Nay cải bự quá trời. Có mấy cải cho nên là mua cái cá cơm về chiên bột ăn. Cá cơm bờm à. Cơm bờm. Này là bột chiên giòn. Hiệu con tôm. Bột chiên giòn hiệu Vĩnh Thận. Con tôm hiệu Vĩnh Thận. Nó đâu có lỏng, nó nhạt nhạt vậy đúng không? Nó sạt sạt sạt. Hồi mình chiên giống như chiên bánh tét miếng về về. Không có pha với bột gì hả? Không, không có bột này nó làm phẳng. Hôm nay là anh Bảy làm cái nhà nha. Làm cái nhà mà cho con Mai. Con Mai là con khỉ á. Năm mới cho nó nhà mới. Gả chồng cho nó luôn. Được gả luôn. Cái quy xích ra con rồi có lợi gần sắt không nha con. Tại vì có trứng thì bỏ trứng vô cho nó ngon thôi. Gà. Chứ thường bột này nó làm sẵn hết rồi. Mình bỏ trứng vô nó ngon. Vịt của hai đẻ nè. Gà này bên nhà chị Tư. Cá này chiên bột này ăn cũng ngon. Ngọt.
đầu nêm bỏ vô. Này tính bỏ tiêu nữa mà quên hồi nó ăn nổi luôn. Dạ mình bỏ thêm tí nước mắm với tí đường, cái này bột ta pha sẵn mình cũng không cần phải bỏ, tại vì hồi mình trước sau mình cũng phải chấm nước mắm chua ngọt. Đặc quá ông ta. Mẹ ơi. Vậy đặc gì trời? Lóng le. Cái bột này vậy được rồi ha. Nếm chưa, vừa chưa? Nếm mày nhổ ra chứ mày nếm mày nuốt sao? Nãy chưa bỏ cá, mày nếm được. Hồi chưa bỏ cá mà tao nếm mày coi vừa chưa? Thôi hồi mình chấm... chiên đi, mình chiên một miếng ăn trước đi rồi là mà còn chấm nước mắm nữa mà. Con phải dặn tí nước mắm nha, chút xíu đường à. Cái này xịt tí nước màu vô. Muốn không? Không. Nước màu chi? Cho nó mau vàng. Cái chút nước màu gì đó vợt mà nó mau vàng. Chế nước màu vô ăn vàng hả? Thay vì bỏ nghệ á. Bỏ nghệ. Bỏ nghệ giống như bánh xèo vậy đó. Có nghệ sẵn thì để không có là để được màu. Muốn con được là để cho con mốt mẹ sẽ bỏ này vô. Đó rồi cái kinh. Đâu khổ mẹ chứ. Đây là ăn trái. Cái này trái gì Quyên? Thôi cái ớt nó dính vào tay con á. Cái này lớn cũng làm được. Lúc dài là gần tới mùa lúa rồi, gió quá trời luôn. Yeah.
gà. Chúc gà cho nó xinh xinh. Chúc xinh chúc một đầu đình. Rồi em xinh em đứng dưới bồn cũng xinh. Em xinh em đứng dưới sình em cũng xinh. Ăn mì không? Mì ăn gì? Bánh này nó rất là giống bánh tép. Gạo này là gạo bẹ xanh này trên nhà dì Tư trồng á, rất là tốt, không có phân thuốc gì hết. Rồi mời các bạn dùng bánh với nhà mình nha. Nguyên điệu hả? Chiều mới tắm xong rồi mặc đầm vậy đó. Này nhốt được người đó, hai người được luôn á. Nhốt được người mà. Rồi nhốt mấy đứa này, đứa nào quậy là đưa vô đó nhốt chung với lại con Mai. Thank you.
Nó ăn dụng hết miếng rồi. Ủa rau còn, rau còn nhiều vậy? Rau này ăn bánh xèo ngon ha. Mai mới thèm, giờ hết thèm à. Ơi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.